Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 15. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng: Dầu Môi-se và Sa-mô-en đứng trước mặt ta, nhưng lòng ta cũng chẳng hướng về dân này. Hãy đuổi chúng nó khỏi trước mắt ta, cho chúng nó đi ra. Sẽ xảy ra khi chúng nó hỏi ngươi rằng chúng tôi sẽ đi đâu, thì hãy bảo chúng nó rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ai đã được định cho chết, hãy chịu chết. Ai đã được định cho phải gươm dao, hãy chịu gươm dao. Ai đã được định cho phải đói kém, hãy chịu đói kém. Ai đã được định cho sự phu tù, hãy chịu phu tù. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ giáng cho chúng nó bốn thứ tai vạ: gươm để giết, chó để xé, chim trời và loài thú trên đất để nuốt và diệt đi. Vì cớ Ma-na-se, con trai Ê-xê-chia vua Giu-đa, và vì những sự nó đã làm trong thành Giê-ru-sa-lem, ta sẽ khiến chúng nó bị ném đi ném lại trong các nước thiên hạ. Hỡi Jerusalem, ai sẽ thương xót ngươi được sao? Ai sẽ than tiếc ngươi? Ai sẽ xây lại mà hỏi thăm ngươi? Đức Giê-hô-va phán: Ngươi đã bỏ ta, đã xây lại đằng sau, nên ta đã giang tay trên ngươi để diệt ngươi. Ta đã chán sự đổi ý. Ta đã lấy nia sải chúng nó nơi cửa các thành đất này. Ta đã cất mất con cái chúng nó và diệt dân ta, mà chúng nó chẳng trở lại khỏi đường lối mình. Những đàn bà quá nó thêm lên nhiều hơn cát biển. Ta đã khiến kẻ thù hủy diệt giữa ban ngày, nghịch cùng mẹ kẻ trai trẻ. Ta đã khiến sự sầu não kinh hãi lâm trên nó thình lình. Đàn bà đã sinh bảy con, thấy mình mòn mỏi hầu trút linh hồn. Khi còn ban ngày, mặt trời nó đã lặn, nó phải sỉ nhục và hổ thẹn. Còn những con cái sót lại thì ta sẽ phó cho gươm của kẻ nghịch thù chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi mẹ tôi ơi, khốn nạn cho tôi! Mẹ đã sinh ra tôi làm người mắc phải sự tranh đua cãi lẫy trong cả đất. Tôi vốn không cho ai vay mượn, cũng chẳng vay mượn ai, dầu vậy mọi người nguyền rủa tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va phán: Thật, ta sẽ bổ sức cho ngươi được phước. Trong khi gặp tai vạ hoạn nạn, thật ta sẽ khiến kẻ thù nghịch đến cầu xin ngươi. Sắt và đồng của phương Bắc, người ta có thể bẻ gãy được sao? Vì cớ mọi tội lỗi các ngươi trong cả địa phận mình, ta sẽ phó của cải châu báu các ngươi cho sự cướp bóc, chẳng trả giá lại. Ta sẽ làm cho những đồ ấy đi với kẻ thù ngươi qua một đất mà ngươi không biết, vì lửa giận của ta đã cháy lên đặng thiêu hủy các ngươi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài hiểu biết, xin hãy nhớ đến tôi, thăm viếng tôi và trả thù những kẻ bắt bớ cho tôi. Xin chớ cất tôi đi trong sự nhịn nhục Ngài. Xin biết cho rằng tôi vì Ngài chịu nhuốc nha. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Tôi chẳng ngồi trong đám hội kẻ vui chơi mừng rỡ, nhưng tôi ngồi một mình vì tay Ngài, vì Ngài đã làm cho tôi đầy sự giận. Cớ sao sự đau đớn của tôi cứ còn hoài? Cớ sao vết thương của tôi không chữa được và nó không chịu khỏi? Ngài đối với tôi hẳn như cái khe giả dối, cái suối tắc mạch hay sao? Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Nếu ngươi trở lại, thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta. Nếu ngươi làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng ta. Chúng nó sẽ trở về cùng ngươi, nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó. Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này. Họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì ta ở cùng ngươi, đặng cứu ngươi và giải thoát ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy: Ta sẽ rút ngươi ra khỏi tay kẻ ác, sẽ chuộc ngươi
khỏi tay kẻ bạo tàn. Chương 16. Lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: Ngươi chớ cưới vợ, chớ có con trai con gái trong chốn này. Vì Đức Giê-hô-va phán về những con trai con gái sẽ sinh tại đây và về những cha mẹ đã sinh đẻ chúng nó trong đất này như vậy: Chúng nó sẽ bị dịch lệ mà chết, chẳng ai khóc cũng chẳng ai chôn, xác chúng nó còn lại như phân trên đất. Chúng nó sẽ bị diệt bởi gươm dao và đói kém, thay chúng nó sẽ làm đồ ăn cho chim trời và loài thú trên đất. Đức Giê-hô-va phán: Chớ vào nhà có tang, chớ đi điếu và chớ than khóc chúng nó, vì ta đã rút sự bình an, ân huệ, thương xót của ta ra khỏi dân này. Đức Giê-hô-va phán vậy. Người lớn kẻ nhỏ đều sẽ chết trong đất này, chẳng được chôn, chẳng ai khóc chúng nó. Người ta không tự cắt thịt và hớt tóc vì chúng nó. Không ai vì kẻ ở tang bẻ bánh để yên ủi chúng nó vì kẻ chết. Chẳng ai vì sự chết của cha hoặc mẹ mà trao chén chia buồn. Cũng đừng vào trong phòng tiệc đặng ngồi ăn uống với chúng nó, vì Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, dưới mắt các ngươi, đang đời các ngươi, ta sẽ làm cho trong xứ này hết tiếng vui mừng hỷ hạ, hết tiếng của chàng rể và nàng dâu. Khi ngươi đem lời này truyền cho dân, chúng nó chắc hỏi ngươi rằng: Sao Đức Giê-hô-va rao những tai nạn này cho chúng tôi, hoặc chúng tôi có tội gì, hoặc chúng tôi đã phạm tội gì nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngươi bèn khá đáp rằng: Đức Giê-hô-va phán, ấy là tại tổ phụ các ngươi đã bỏ ta mà theo các thần khác đặng hầu việc và quỳ lại các thần ấy, mà đã lìa bỏ ta và không giữ luật pháp ta. Còn các ngươi lại làm xấu hơn tổ phụ mình, vì này, các ngươi ai nấy đều theo sự cứng cỏi của lòng ác mình, chẳng lo nghe ta. Cho nên ta sẽ ném các ngươi ra khỏi đất này, vào trong một xứ mà các ngươi và tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết. Tại đó các ngươi sẽ hầu việc các thần khác đêm ngày, vì ta sẽ không ban ơn cho các ngươi. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán, này ngày đến là khi người ta sẽ chẳng nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã đem con cái Israel lên khỏi xứ Ai Cập, nhưng nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã đem con cái Israel lên từ phương Bắc và từ các nước mà họ đã bị đuổi đến. Ta sẽ lại dẫn chúng nó về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ sai tìm nhiều kẻ đánh cá, họ sẽ bắt chúng nó. Sau lại, ta sẽ sai tìm nhiều thợ săn, họ sẽ săn chúng nó từ mọi núi, mọi gò và các kẻ vần đá. Vì mắt ta chăm chỉ mọi đường lối chúng nó, không giấu khỏi trước mặt ta được. Tội lỗi chúng nó không khuất khỏi mắt ta đâu. Trước hết, ta sẽ báo sự gian ác và tội lỗi chúng nó gấp hai, vì chúng nó đã làm ô uế đất ta bởi những thây các vật đáng ghét và đem những sự gớm ghiếc làm đầy dẫy sản nghiệp ta. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là sức mạnh tôi, đồn lũy tôi và là nơi ẩn náu của tôi trong ngày khốn nạn. Các nước sẽ từ nơi đầu cùng đất mà đến cùng Ngài và nói rằng: Tổ phụ chúng tôi chỉ hưởng những lời giả dối là sự hư không và vật chẳng có ích gì. Có lẽ nào người ta tự làm cho mình những thần không phải là thần được sao? Vậy nên, này, ta sẽ cho chúng nó biết. Thật lần này, ta sẽ cho chúng nó biết tay ta và quyền năng ta, và chúng nó sẽ biết danh ta là Giê-hô-va. Chương 17. Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương, đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi. Con cái chúng nó nhớ lại bàn thờ và hình tượng chúng nó đã lập lên gần các cây xanh và trên gò cao. Hỡi hòn núi ta trong đồng, ta sẽ phó của cải, châu báu và các nơi cao ngươi làm của cướp, vì có tội lỗi ngươi đã phạm trên khắp bờ cõi mình. Ngươi sẽ bỏ mất cơ nghiệp ta đã ban cho, ấy là tự ngươi làm lấy. Ta sẽ bắt ngươi phục kẻ thù ngươi trong một xứ mà ngươi chưa từng biết, vì ngươi đã nhen lửa giận ta lên thì nó cháy hoài hoài. Đức Giê-hô-va phán như vậy:
Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra, đến nửa đời người nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại. Ngôi vinh hiển được lập lên từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta. Hỡi Đức Giê-hô-va là sự trông cậy của Israel, những kẻ nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ. Những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị ghi trên đất, vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành, xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi, vì Ngài là đấng mà tôi ngợi khen. Này là lời người ta bảo tôi, lời phán của Đức Giê-hô-va ở đâu, rày hãy ứng nghiệm. Còn tôi chẳng vội vàng bỏ chức chăn dân mà không theo Ngài. Tôi cũng không tự ý muốn mình trông đến ngày khốn nạn, Ngài vẫn biết vậy. Lời miệng tôi nói ra đều ở trước mặt Ngài. Ngài là nơi ẩn náu của tôi trong ngày hoạn nạn, xin chớ làm cớ cho tôi kinh khiếp. Xin Ngài làm cho những kẻ bắt bớ tôi bị xấu hổ, mà chính tôi đừng bị xấu hổ. Cho họ kinh hoàng, mà chính tôi đừng kinh hoàng. Xin cho ngày hoạn nạn lâm trên họ và hủy hoại gấp hai. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hãy đi, đứng tại cửa của con cái dân sự, tức là cửa các vua Giu-đa thường ra vào, và tại hết thảy các cửa thành Giê-ru-sa-lem. Ngươi khá nói rằng, hỡi các vua nước Giu-đa cùng cả dân Giu-đa và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem là kẻ do các cửa này qua lại, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy, các ngươi hãy giữ, chớ khiêng gánh trong ngày Sa-bát, chớ khiêng gánh vào cửa thành Giê-ru-sa-lem. Trong ngày Sa-bát, đừng khiêng gánh ra khỏi nhà các ngươi, cũng đừng làm việc chi hết, nhưng hãy biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh như ta đã phán dặn tổ phụ các ngươi. Nhưng mà họ chẳng nghe, chẳng lắng tai, cứng cổ để chẳng nghe ta và chẳng chịu dạy. Đức Giê-hô-va phán, nếu các ngươi chăm chỉ nghe ta, nếu các ngươi không khiêng gánh vào cửa thành ấy trong ngày Sa-bát, nếu các ngươi biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh và không làm việc gì trong ngày đó, thì các vua và các quan trưởng ngồi trên ngai David sẽ cưỡi xe cưỡi ngựa cùng với các quan trưởng người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem do cửa thành ấy mà vào, và thành ấy sẽ còn đời đời. Người ta sẽ đến từ các thành của Giu-đa và từ các nơi chung quanh Giê-ru-sa-lem, từ xứ Bên-gia-min, từ đất đồng bằng, đất núi và phương Nam, đặng đem của lễ thiêu và các của lễ chay cùng nhũ hương, và đem của lễ thù ân đến nhà Đức Giê-hô-va. Nhưng nếu các ngươi không nghe ta để biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh, mà trong ngày Sa-bát khiêng gánh và vào cửa thành Giê-ru-sa-lem, thì ta sẽ đặt lửa nơi cửa thành. Lửa ấy sẽ thiêu hủy cung điện của Giê-ru-sa-lem, không bao giờ tắt. Chương 18. Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vậy. Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia. Tại đó, ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm. Này, nó đang nắng đồ trên cái bàn xây. Cái bình đã nắng ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm. Thì nó lấy mà nắng cái bình khác, tùy ý mình muốn làm. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, Đức Giê-hô-va phán, hỡi nhà Israel,
Ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay thợ gốm thế nào thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy. Trong lúc nào ta sẽ nói về một dân một nước kia, đặng nhổ đi, hủy đi, diệt đi. Nếu nước mà ta nói đó xây bỏ điều ác mình, thì ta sẽ đổi ý ta đã toan giáng tai họa cho nó. Cũng có lúc nào ta sẽ nói về một dân một nước kia, đặng dựng nó, trồng nó. Nếu nước ấy làm điều ác trước mắt ta và không nghe tiếng ta, thì ta sẽ đổi ý ta đã định xuống phước cho nó. Vậy nên bây giờ hãy nói cùng người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, bảo họ rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta đang gây tai vạ đánh các ngươi, đặt mưu kế hại các ngươi. Ai nấy khá dây lại khỏi đường ác mình, chữa đường lối mình và công việc mình. Nhưng họ nói rằng: Khéo mất công, chúng ta cứ theo mưu mình, ai nấy sẽ theo sự cứng cỏi của lòng xấu mình. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy hỏi trong các nước, có ai đã hề nghe sự như vậy không? Gái đồng trinh của Israel đã làm việc rất đáng gớm. Có ai thấy tuyết của Liban lìa bỏ vần đá nơi đồng bằng chăng? Hay là có ai thấy nước sông mát từ xa chảy đến mà cạn tắt đi chăng? Thế mà dân ta đã quên ta, đốt hương cho thần tượng giả dối. Vì vậy, nó đã vấp ngã trong đường mình, trong nẻo cũ, đặng đi trong đường chưa dọn đắp. Nên đất nó trở nên gỡ lạ, làm trò cười mãi mãi. Kẻ qua người lại đều sững sờ và lắc đầu. Ta sẽ làm cho nó tan lạc trước mặt kẻ thù, như bởi trận gió đông. Ta xây lưng lại đằng nó, chẳng xây mặt lại trong ngày nó bị tai nạn. Chúng nó bèn nói rằng: Hãy đến, đồng lập mưu nghịch cùng Jeremy. Vì thầy tế lễ chẳng thiếu gì luật pháp, người khôn ngoan chẳng thiếu gì sự khôn ngoan, đấng tiên tri chẳng thiếu gì lời tiên tri. Chúng ta hãy đến, lấy miệng lưỡi mình mà công kích nó, đừng để tai vào lời nó nói chút nào. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin vì tôi ghé tai nghe những lời của kẻ cãi lẫy với tôi. Người ta có lẽ nào lấy ác báo thiện sao? Vì họ đã đào hầm đặng hại linh hồn tôi. Xin Ngài nhớ rằng tôi từng đứng trước mặt Ngài đặng vì họ cầu phước, làm cho cơn giận Ngài xây khỏi họ. Vậy nên xin Ngài phó con cái họ cho sự đói kém, và chính mình họ cho quyền gươm dao. Nguyền cho vợ họ mất con và trở nên quá bụa, cho chồng bị chết dịch, cho những người trai tráng bị gươm đánh giữa trận mạc. Nguyền cho người ta nghe tiếng kêu ra từ trong nhà, khi Ngài sẽ khiến đạo quân thoạt đến xông vào họ. Vì họ đã đào hầm để sập bắt tôi và giấu lưới dưới chân tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài biết cả mưu trước họ nghịch cùng tôi để giết tôi. Xin đừng tha sự gian ác họ, đừng xóa tội lỗi họ khỏi mắt Ngài, nhưng cho họ vấp ngã trước mặt Ngài. Xin Ngài phạt họ trong ngày nổi giận của Ngài. Thư của Phao-lô gửi cho Phi-lê-môn. Phao-lô, kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ và Ti-mô-thê anh em chúng ta, gửi cho Phi-lê-môn là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta, cùng cho Áp-bi là người chị em, A-chíp là bạn cùng đánh trận, lại cho hội thánh nhóm họp trong nhà anh. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện, vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu và cùng các thánh đồ. Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. Và hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi. Vậy nên, dầu trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm. Song vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi. Hiện nay lại vì Đức Chúa Giê-xu Christ chịu tù nữa. Tôi, vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Onesim, mà nài xin anh. Ngày trước, người không ích gì cho anh,
nhưng bây giờ sẽ ít lắm và cũng ít cho tôi nữa. Tôi sai người về cùng anh. Người như lòng dạ tôi vậy. Tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi, đặng thế cho anh mà giúp việc tôi trong cơn vì tin lành chịu xiềng xích. Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý. Hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành. Vả, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi. Không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi. Coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa. Vậy, nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này, sẽ trả cho anh. Còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến. Phải hỡi anh, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ này bởi anh trong Chúa. Anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ. Tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây. Nhưng thể hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, vì tôi mong rằng nhờ anh em cầu nguyện sẽ được trở về cùng anh em. Epaphra là bạn đồng tù trong Đức Chúa Giêsu Christ với tôi, có lời thăm anh. Mark, Arita, Dema và Luca cũng là bạn cùng làm việc với tôi cũng vậy. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ở với tâm thần anh em. Thi Thiên 66. Hỡi cả trái đất, khá cất tiếng reo mừng Đức Chúa Trời. Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài. Hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài. Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, các việc Chúa đáng sợ thay. Nhưng vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều sẽ suy phục Chúa. Cả trái đất sẽ thờ lại Chúa và hát ngợi khen Ngài. Chúng sẽ ca tụng danh Chúa. Hãy đến xem các việc của Đức Chúa Trời, công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ. Ngài đổi biển ra đất khô, người ta đi bộ ngang qua sông. Tại nơi ấy chúng tôi vui mừng trong Ngài. Ngài dùng quyền năng Ngài mà cai trị đời đời. Mắt Ngài xem xét các nước, những kẻ phản nghịch chớ tự cao. Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài. Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta, không cho phép chân chúng ta xiêu tó. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Chúa khiến người ta cởi trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đi qua lửa qua nước, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà Chúa, trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi mà môi tôi đã hứa và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian truân. Tôi sẽ dâng cho Chúa những con sinh mập làm của lễ thiêu chung với mỡ chiên đực. Tôi cũng sẽ dâng những bò đực và dê đực. Hỡi hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, thì tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống,
cùng các sự khác giống như vậy, con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.